Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh YouTube của Đồng Hồ Quang Lâm và trong video ngày hôm nay thì em có về được với các bác một chiếc Oren lịch vạn niên được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam bởi Đồng Hồ Quang Lâm. Đây là chiếc Oren lịch vạn niên của chúng ta ngày hôm nay và về kèm với chiếc này thì các bác sẽ có đầy đủ là thẻ bảo hành quốc tế, có tem nhập khẩu và tem kiểm định phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam cấp phép bởi Bộ Công an các bác nhé. Đó. một chiếc khá là đẹp của Oren các bác có thể check cái mã tham khảo của chiếc này là Oren RA ngang BA 0004 S 10B giá bán này đề xuất là 6 triệu 990 nghìn cho một chiếc hàng mới đây của em nó là hàng mới các bác nhé và như chiếc này thì nó có lịch vạn niên và em cũng sẽ hướng dẫn các bác sơ qua về chỉnh lịch vạn niên của chiếc này trước đầu tiên thì chúng ta vẫn cứ đến với thông số của chiếc này, với sai mặt đứng kính ở đây chúng ta có là size 43,2 và độ dày là 12,0 mm. Lắc lắc ở trên chiếc này là 50,3. Nó phù hợp với các bác mà tay vừa và tay to, tay khoảng tầm 16.5 trở lên là các bác đeo chiếc size 43 này nó sẽ rất đẹp. Mặt đeo của chiếc này thì màu trắng các bác nhé và kim cọc là màu thép bạc. Nó và hai cái ô sắp đây đây nó là lịch năm và lịch tháng còn à, dưới này nó là thứ và ngày thì ở đây thì các bác chỉnh lịch vạn niên thì các bác à, chiếc này nó sẽ lịch vạn niên tự động chuẩn đến năm 2043 tức là giả sử như nếu chiếc đồng hồ này các bác cứ đeo hàng ngày đó, thì nó sẽ tự động chuẩn đến năm 2043 khi nó cứ có cót nó chạy thì là cái thứ ngày tháng này nó vẫn cứ vận hành đúng đến năm 2043 các bác nhé còn ở đây thì các bác sẽ có đầu tiên nó là cái khi mà chỉnh lịch vận niên thì các bác sẽ phải biết được đầu tiên là tháng này nó là tháng mấy và viết tắt của cái tháng này tiếng Anh nó là viết tắt như thế nào. Như bây giờ là tháng 5 viết tắt là MAI thì các bác giống số năm và số tháng thôi là tự động lịch ngày và thứ nó sẽ chuẩn. Ví dụ như hôm nay là thứ ba thứ ba là ngày 23 tháng 5 thì đây các bác sẽ giống lại cái cột lịch thứ đây ngày 23 16 30 nó sẽ đầy đủ chuẩn theo cái Lịch Vạn Niên như vậy đó và cứ thế tiếp diễn đến năm 2043 nó mới kết thúc à, chúng ta sẽ có lịch ngày và logo ở bên góc 3 giờ và 9 giờ dưới này nó là Japan Movement và tên bộ máy là F6 F6D2 các bạn nhé kính khoang cứng chống xước của Ore và bên hông thì các bác sẽ có đúng chỉnh giờ góc 3 giờ có khía cạnh và có logo hai chú sư tử của Ore còn mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản ở trên trên này đầu tiên nó là Epson công ty mẹ của Ore này Movement Japan đó sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Oren ở nước thứ ba Thái Lan hoặc là Trung Quốc các bác nhé sau đó xuất ra thị trường quốc tế và trong đó có thị trường của Việt Nam đây là tem và nhập khẩu chính hãng và tem xuất so xưởng của Oren này đó. máy F6D2 chống nước là 50m và stainless steel hoàn toàn là bằng thép không gì Đi kèm với chiếc đồng hồ này các bác sẽ có một bộ khung vỏ là bằng thép không gì và dây nó là dây thép đục đặc, khóa có logo. Còn máy F6D2 thì nó có đầy đủ tất cả các chức năng rồi Dừng kim dây khi rút nút chỉnh giờ và có hỗ trợ có tay Đó. Em sẽ lên từ trên tay 17 cho các bác trên này Với size khoảng 43 thì các bác có tay 16 trở lên là đeo chiếc này sẽ hoàn toàn đẹp và thoải mái Như tem là tay 17 là vừa luôn Lịch vạn niên Và chống nước 50m cơ tự động có có tay một chiếc rất đẹp của Oren. Chiếc này thì hiện tại đồng hồ Quang Lâm về đến tay các bác với một mức giá tại thời điểm 23 tháng 5 năm 2023. Chiếc này nó là 5 triệu 650 nghìn các bác nhé. Má của chiếc này là 31, 3134. Đó. 5 triệu 650 nghìn. Hoặc các bác có thể truy cập trực tiếp vào website đồng hồ Quang Lâm.com để đặt hàng. Má của chiếc này là 3134 và giá là 5 triệu 650 000 Ngoài ra thì các bác có thể liên hệ đến bên em Các đầu số để các bác liên hệ là 1900 này 3468 hai số di động 0915 559 883 Hoặc số 0834 69 6699 Và đồng hồ quan lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo